Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô Hoàng Ngọc Trinh trang phục đỏ của Thừa Thiên Huế và Tô Thị Ninh của Thái Bình trang phục xanh. Đây là trận thi đấu thứ 52, lượt trận thứ 2 hạng 72kg giữa một vận động viên kỳ cựu của Thừa Thiên Huế, Hoàng Ngọc Trinh. Trận đấu đã bắt đầu. Hoàng Ngọc Trinh là một nữ vận động viên kỳ cựu của đội tuyển nữ Huế, đã tham gia rất nhiều năm ở các giải đấu quốc gia. Có thể nói là Hoàng Ngọc Trinh là một lão bà trong làng vật nữ hiện nay, với thâm niên thi đấu có thể là lâu nhất trong làng vật của chúng ta hiện nay. Tô Thị Ninh của Thái Bình cũng là một vận động viên thi đấu rất nhiều năm nhưng không thể so được với thâm niên của Tô Thị Ninh. Một vài năm gần đây thì Tô Thị Ninh của Thái Bình cũng tiến bộ rất nhiều. Bình luận viên chúng tôi vừa đi tập ở Đông Timor này. Điểm số đầu tiên ở trận đấu này đã thuộc về Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế trang phục đỏ. Mình viên trẻ đẹp trai, chúng tôi vừa cho đi tập huấn ở Đông Timor về. Chúng ta còn nhớ gương mặt trẻ Tô Thị Ninh, chị hai 30 tấn của Thái Bình, đã gặp phải một chấn thương rất nặng ở tháng giải vô địch quốc gia 2023 hồi tháng 10 cũng tại nhà thi đấu Tam Đảo. Hai nữ đô của chúng ta có thể hình rất nặng nề. Đây được coi là những bậc đại đô của làng vật nữ hiện nay. Một pha phản đòn rất hay của Tô Thị Ninh. 4 điểm cho Tô Thị Ninh. Điểm số này đang là 4-2 Tô Thị Ninh ở Thái Bình trang phục xanh. Như vậy là trọng tài của Thừa Thiên Huế đã tung kiện rồi. Ngọc Trinh đã có một đòn nhứ và bạt chân. Ngay sau đấy thì bị Tô Thị Ninh của Thái Bình phản đòn. Tiếp tục lại là một tình huống có lẽ lại phải sử dụng đến công nghệ VAR của tổ trọng tài ở trận đấu này. Theo như quan sát của chúng tôi thì đòn đánh ban đầu là một pha bạt chân của lão bà Hoàng Ngọc Trinh. Anh em có thể thấy là cái tên Ngọc Trinh ai cũng đẹp không? Có một cái gì đấy rất lôi cuốn anh em ạ. Chúng ta chờ quyết định cuối cùng của tổ trọng tài. Như vậy là tổ trọng tài lại phải dùng đến công nghệ VAR.
chúng ta chờ xem tình huống va. Đây là hình ảnh lão bà Hoàng Thị Ngọc Trinh, Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế nhá. Vậy là trận đấu tiếp tục. Điểm nào nhỉ? Không gì. Như vậy là điểm số lúc này đang là 5-2 cho Tô Thị Ninh của Thái Bình. Như vậy là trong tình huống vừa rồi thì Tô Thị Ninh của Thái Bình đã được cộng 1 điểm. Thời gian thi đấu của hiệp 1 đã như vậy là 1 điểm cho Tô Thị Ninh. 6-2. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Tô Ngọc Linh của Thái Bình, chị Hai 30 tấn đang dẫn trước với điểm số là 6-2. Bảy hai cả. Pha zone đấy để bắt pha sang sau à? Pha đấy là pha zone mà. Pha đấy có phải đòn đánh đâu. Quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi trận thi đấu này. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Lợi thế mặt điểm số đang thuộc về Tô Thị Ninh của Thái Bình trang phục xanh với cách biệt 7-2. Cơ hội vẫn còn cho Ngọc Trinh ở hiệp thi đấu thứ hai này. Ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất thì chúng tôi đã đọc điểm số là 6-2, nhưng bảng điện tử của chúng ta hiện nay đang hiện là 7-2. Có lẽ là trọng tài đã tính điểm là một pha đánh đòn từ trong ra ngoài, một đòn kỹ thuật từ trong ra ngoài của Tô Thị Ninh, chứ không phải là một pha zone. Hy vọng ở hiệp thi đấu thứ hai này sẽ là một hiệp đấu kịch tính và hấp dẫn. Tôi rất thích Hoàng Ngọc Trinh, nhưng điểm số hiện nay thì lại đang nghiêng về Tô Thị Ninh của Thái Bình. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất kịch tính. Với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của mình thì Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế có thể san bằng được cách biệt 5 điểm trước người đàn em Tô Thị Ninh của mình của Thái Bình hay không. Như vậy là trọng tài đã cảnh cáo Tô Thị Ninh của Thái Bình thi đấu tiêu cực lần thứ nhất ở trận đấu này. Hoàng Trinh thực hiện một pha bốc đôi. Không được. Như vậy là chân của Hoàng Ngọc Trinh đã ra ngoài vòng zone rồi. Một điểm cho Tô Thị Ninh. Điểm số lúc này đang là 8-2 cho Tô Thị Ninh của Thái Bình. Chị Hai của Thái Bình bây giờ đã là 50 tấn rồi, không phải 30 tấn nữa các bạn. Một cách biệt về mặt điểm số rất lớn khi trận đấu chỉ còn khoảng hơn 30 giây.
Thời gian thi đấu của trận đấu này còn khoảng 30 giây nữa thôi quý vị các bạn. Với thế trận như thế này thì rất khó để Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế có thể san bằng được cách biệt. Và trận đấu này thì bắt buộc Hoàng Ngọc Trinh phải giành được điểm số cao hơn, vì Tô Thị Ninh của Thái Bình là người ghi điểm sau. Như vậy là thời gian thi đấu trận đấu này đã hết. Tô Thị Ninh của Thái Bình đã giành thắng lợi trước Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế với cách biệt 8-2. Chúc mừng chị Hai 50 tấn đến từ Thái Bình, Tô Thị Ninh. Tiếp theo trận đấu số 53.